Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Xem Nhà Online, kênh nhà đất chính chủ không có trung gian. Thì hôm nay là em sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà rất là lớn ngay hẻm xe tải, đường Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì hiện tại thì em đang đứng ngay đường Huỳnh Tấn Phát nè. Đó, đi thẳng ra đó là chúng ta sẽ tới ngay được cầu Phú Xuân, ngay chợ Phú Xuân để mà sang được quận 7 khu Phú Mỹ Hưng đó mọi người. Và bên đây là công an phường của huyện Nhà Bè. Đó. Và đi qua đây á, đó thì đi thẳng ra chúng đó thì chúng ta sẽ tới ngay được chỗ Phà Bình Khánh để mà sang được Cần Giờ nha. Và hiện tại thì em đang đứng ngay hẻm này là hẻm 1979 Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè. Nhưng mà là cái đường này á là nó đã đổi tên thành đường Huỳnh Thị Đồng rồi nha mọi người. Đó, tức là ngay cái chỗ này lúc trước là hẻm 1979, nhưng mà ở đây là nó đã đổi tên thành đường Huỳnh Thị Đồng. Thì bây giờ em sẽ đi vô bên trong, em quay hết toàn, em hướng dẫn đường vào cho mọi người. Và trong clip em sẽ quay hết toàn bộ bên trong, và cuối clip em sẽ quay thêm tiện ích xung quanh cho mọi người cùng coi nha. Rồi bây giờ em sẽ đi vô bên trong, em quay hướng dẫn đường vào cho mọi người. Ở góc bên trái màn hình á là em có để cái số điện thoại của chủ nhà. Đó là con trai của chủ nhà. Thì mọi người cứ liên hệ làm việc trực tiếp với anh ấy nha. Đó, như mọi người thấy hẻm 1979 là một cái hẻm rất là rộng. Ở đây là cái ủy ban nhân dân ở huyện Nhà Bè nè. Đó. Thì chúng ta đi khoảng chừng tầm 15-20m là chúng ta sẽ thấy nè, ở đây có một cái ngã ba là cái hẻm số 10. Mọi người quẹo tay phải vô nha. Đó. Thì sau khi quẹo vô đây như mọi người thấy là hẻm trong đây là rất là lớn, xe hơi là đi tới được tận nơi luôn nha mọi người. Đó, bây giờ là chúng ta chỉ cần chạy thêm đâu đó là tầm khoảng chừng 3-40m nữa là sẽ tới được căn nhà mà hôm nay chúng ta sẽ quay nha. Đó. Đây là căn nhà mà ngày hôm nay chúng ta sẽ quay nè. Và đây là căn nhà mà ngày hôm nay chúng ta sẽ quay nè mọi người. Đó. Căn nhà 3 tầng này đây. Đó. Thì ở ngay trước nhà chúng ta có trồng một cái cây rất là lớn nha. Và như mọi người thấy là đường trước nhà chúng ta là rất là rộng luôn. Đó, xe hơi là tới được tận trong nhà luôn nha mọi người. Đó. Nếu mà sửa chữa lại thì chắc là xe hơi vô được trong nhà luôn. Đó, thì bây giờ là mình sẽ đi vô bên trong, mình quay cho mọi người coi bên trong. Và ở cuối clip là mình sẽ quay thêm các tiện ích xung quanh trong vòng bán kính từ 300-400m xung quanh ngôi nhà nha. Rồi đây trước tiên là chúng ta sẽ vào đây cái khu vực sân. À, quên nói là ở cuối góc bên trái màn hình là mình có để số điện thoại của chủ nhà luôn nha mọi người. Thì đây là cái sân nè. Đó. Ở đây chúng ta để được khoảng từ 2-3 chiếc xe. Thì nhà không có nhiều người á cho nên là chủ nhà làm cái sân để xe rất là nhỏ nha. Chủ yếu là cho diện tích nhà bên trong. Và ở bên hông chúng ta cũng có thêm một cái gọi là cái khoảng trống nhỏ nè mọi người, để ở đây cho chúng ta làm một cái cửa sổ. Rồi bây giờ mình sẽ vô chính ở bên trong mình quay cho mọi người coi. Thì nhà mình có một cái diện tích á, bề ngang là 4m84, bề dài là 13m. Nhà là hai đầu sân thượng, đó, nhà hướng Tây Bắc. Và giá đang kêu là 5 tỷ 1, đó, giá này vẫn còn bớt chút đỉnh nha. Và ở bên cuối góc bên trái màn hình á, mình có để số điện thoại của chủ nhà nha. Thì đây là cái khu vực ở phòng khách, đây, đó, rất là lớn nha mọi người. Trần thì có là một cái đèn chùm rất là đẹp nha, đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp qua khu vực ở sau cho mọi người cùng coi tiếp nha. Nhà thì là cầu thang để ở chính giữa nha mọi người. Và cầu thang xây dạng giống như là xây lót đá hồi xưa đó. Và ở kế bên cầu thang á là chúng ta có một cái nhà vệ sinh nè. À, không gian của nhà vệ sinh nói chung là cũng thoáng và đủ xài nha. Còn đây là cái khu vực ở dưới bếp. Thì như mọi người thấy là bếp rất là rộng nha mọi người. Đó, chúng ta có thể để được tủ lạnh hai cánh hay là nói chung là để được rất nhiều đồ luôn. Và thoáng chỗ rất là rộng so với một sinh hoạt gia đình tầm 4 người. Đó, bạn ăn để cũng còn trống rất nhiều chỗ nha. Và ở cuối nhà là chúng ta có một cái giếng trời ở gần cuối nhà nè mọi người. Đó, chỗ này là dùng làm chỗ phơi đồ và chỗ giặt đồ luôn nha. Rồi bây giờ là mình ngó lại sơn một vòng xung quanh nhà nha mọi người. Đó, đây là hết toàn cảnh của ngôi nhà nè. Rồi bây giờ là mình sẽ đi lên tiếp trên lầu, mình quay cho mọi người cùng coi nha. Hiện tại thì mình đang đi lên thẳng khu vực lầu 2 luôn nha mọi người. Vì lầu 1 là có người ở cho nên là mình không có vô trong được. Nhưng mà lầu 2 là thiết kế y chang lầu 1 luôn, cho nên mình đi lên lầu 2. Thì cầu thang ở chính giữa thì chắc tương làm hai khu rồi. Mình sẽ quay ở bên tay phải trước. Này, thì ở đây chưa ở giữa hai phòng chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh nha mọi người. Thì nhà vệ sinh ở đây là rộng hơn dưới tầng trệt rất là nhiều. Đó. Thoải mái có diện sử dụng luôn. Còn đây là cái phía không gian bên trong phòng nè. Đó, cũng rất là lớn nha. Mình sẽ đứng ở góc này để quay cho mọi người thấy rõ hơn. Thấy không? Ở đây chúng ta để được cái giường hay tủ gì cũng được nha. Và ở đây phòng này chúng ta có cả một cái cửa sổ để
lấy ánh sáng và không khí nha. Rồi, bây giờ là mình sẽ đi tiếp qua phòng còn lại nha mọi người. Đây là cái phòng còn lại. Phòng này thì lớn hơn phòng kia rất là nhiều nha. Đó, như mọi người thấy là để được cái giường rất là lớn luôn. Đó, cái phòng rất là lớn hơn so với phòng kia rất là nhiều nha. Và như mình nói đó là nhà chúng ta đó, là có một cái khổng thoại nước trống ở bên hông á, cho nên chúng ta để được một cái cửa sổ bên hông nè, và cả một cái cửa sổ ở chính diện luôn đó, cho nên là phòng không cần mở đèn nhưng mà vẫn rất là thoáng nha. Ở đây thì chúng ta có thêm một cái ban công nè mọi người, thì bây giờ mình sẽ mở cửa ra cho mọi người coi cái ban công bên ngoài. Đây là cái ban công đây, và đây là đường trước nhà chúng ta nè mọi người. Đó, như mọi người thấy là đường trước nhà rất là rộng luôn, và đa số khu dân cư trong đây là khu dân cư mà giống như là xây nhà giống như biệt thự vậy đó mọi người. Rồi bây giờ là mình ngó sơ lại một vòng xung quanh phòng rồi để mình lên cái sân thượng luôn nha. Đó, phòng rất là lớn nha. Rồi bây giờ là mình sẽ đi quay tiếp lên sân thượng cho mọi người coi luôn. Đây mình đi lên sân thượng đây, thì cũng phân ra làm hai khu thôi, thì vẫn là quay cái khu bên tay phải trước. Thì theo như mình thấy á, là bên phòng bên đây là phòng thờ, cho nên mình sẽ không quay trúng bàn thờ, mình sẽ quay ở dưới cho mọi người thấy rõ cái diện tích nè. Nói chung là thiết kế cũng khá giống ở phòng lầu dưới thôi đó, nhưng mà chỉ khác trên đây là làm phòng thờ và phòng đựng sách. Rồi thôi thì bây giờ mình sẽ quay tiếp cái khu vực sân thượng nha. Đây là khu vực sân thượng, thì cũng có thể gọi là cái sân phơi đó, nhưng mà thấy rất là rộng và thoáng. Thì ở đây á, là bên chủ nhà đó là có rào lại hết luôn, vẫn lấy được ánh sáng và không khí để phơi đồ, nhưng mà là cũng đề phòng trộm cắp hoặc là quần áo bay luôn nha. Đó, thì bây giờ là mình sẽ đi tiếp hết toàn bộ, quay hết toàn bộ cái tiện ích xung quanh trong vòng bán kính 300-400 mét cho mọi người cùng coi nha. Thì vừa rồi chúng ta đã coi hết một vòng xung quanh căn nhà rồi nha, thì bây giờ là em sẽ quay hết toàn bộ tiện ích trong vòng 300-400 mét bán kính xung quanh nhà cho mọi người coi. Thì em đang chạy về cái hướng đó là cái hướng đi về được cầu Phú Xuân ở Nhà Bè đó. Thì như mọi người thấy là tầm bây giờ là đâu đó khoảng chừng là 3-4 giờ chiều, là cái đường rất là đông nha, nhộn nhịp nha. Thì xung quanh đây là có rất nhiều trường học đó, và nhiều quán ăn lắm, cho nên là giờ này rất là đông nha mọi người. Đó, mọi người thấy không, đường rất là nhộn nhịp luôn, và xung quanh là kinh doanh đầy đủ hàng quán luôn nha mọi người. Đó, quán cà phê hay quán ăn gì cũng có cả, và ở đây cũng có vài cái bệnh viện tư nhân luôn nha mọi người, cây xăng đó, như người thấy là không có thiếu tiện ích gì hết nha. Đó là, bây giờ là chúng ta đi thẳng về đó tầm thêm khoảng chừng là gần 200 mét nữa là sẽ tới được cầu Phú Xuân qua đường quận 7 nha. Thôi thì chắc em chỉ quay sơ tới đây thôi. Thôi thì video xin phép kết thúc tại đây. Nếu như mọi người cảm thấy hay cho em xin một like, một share và một subscribe để có động lực em sẽ review thêm thật nhiều căn nữa cho mọi người. Hẹn gặp mọi người ở video sau. Bye bye cả nhà.